À, xin chào các bạn, thì các bạn thấy đây là cái bộ ghê để mà quay phim thì trước giờ ta hay xài. Thì cái việc lấy nét á, thì ta có thể gắn qua cái bộ Follow Focus này để lấy nét bằng tay cho nó tiện đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thiết bị mới, nó giúp ta lấy nét không dây. Nghĩa là ta không có cần phải gắn cái bộ ghê này vô trong cái ống kính để ta lấy nét. Rồi, các bạn có thể thấy đây là cái bộ remote và cái này cái motor mới của DJI mới vừa ra. Thì nó đóng vai trò thay thế cho cái bộ Follow Focus hồi xưa trước giờ ta vẫn xài đó. Thì cái motor này nó được điều khiển bằng cái remote này không dây. Rồi, bây giờ mình sẽ đập hộp cái DJI Focus này cho các bạn xem nó có những cái gì. Rồi, các bạn thấy đây là cái hộp của DJI Focus. Thì cái hộp này chỉ là cái hộp bảo vệ thôi. Đây, ở trong thì ta có là cái Wista Guide, cái hướng dẫn nhanh và cái hướng dẫn sử dụng đó. Và đây cái hộp của DJI Focus, hộp dòng rất là đẹp, cứng cáp. Rồi tắt mở. Đây là cái bộ DJI Focus, cái dòng cái hộp này rất là chắc chắn. Đây ta có cái remote và đây là cái motor. Ngoài ra đi theo cái bộ remote này ta có cái bộ gear bao gồm 4 cái để mà gắn vô những cái ống kính không có cái vòng gear, và đi kèm hai cái vòng để đánh dấu focus, đánh dấu đây, dây đeo của thiết bị. Và ở đây ta thấy là có hai cái anten rời. Ngoài ra thì nó có những cái dây nguồn dây USB để sạc cho cái remote. Đây, dây nguồn thì nó có hai loại, một cái sợi ngắn và một sợi dài. Và đây này dây data để mà điều khiển. Nếu mà ta không muốn điều khiển không dây, không muốn điều khiển wireless thì ta sẽ điều khiển bằng dây. Rồi, xong. Rồi các bạn có thể thấy đây là cái bộ remote và cái motor mình gắn sẵn lên trên máy sẵn rồi. Đó. Thì cái motor này nó hoạt động bằng một cái nguồn rời. Đó, cái nguồn này có thể là một cái cục pin rời hoặc là cái nguồn của các máy quay phim chuyên dụng. Rồi, thứ hai là để điều khiển cái motor này thì mình cần phải có cái remote này. Trước tiên ta sẽ kết nối, đầu tiên ta phải kết nối nó. Đó, các bạn có thể thấy đây. Rồi, motor nó sẽ đo, nó calibrate lại cái ống kính và nó xong. Rồi. Ok. Đây các bạn có thể thấy thì khi mình xoay cái núm này thì ống kính nó cũng sẽ xoay theo. Đó. Theo DJI thì cái khoảng cách làm liên lạc giữa hai cái thiết bị này là 100 trong vòng 100 mét, và cái remote này nó có thể điều khiển được cái con Zenmuse X5 hoặc là X5R với khoảng cách là 5 cây số. Thì phía trên đầu nó ta thấy là cái lỗ để gắn cái anten rời. Đó, đây ta gắn vô cho thấy. Cái đó thì ta có cái nút nguồn, bật tắt nguồn, và đây là cái lỗ data để ta có thể, thứ nhất là ta điều khiển cái motor này qua bằng dây, hoặc là ta có thể update firmware trực tiếp bằng cái lỗ data này. Và thứ hai đây là cái giao diện chính của cái remote này. Các bạn có thể thấy ở đây là cái núm để ta điều khiển cái focus của cái motor, bạn thấy motor chạy nè. Này. Và ngoài ra đây là cái núm để ta tăng giảm cái độ rít, độ nặng nhẹ của khi ta điều khiển. Và phía dưới nó thì ta có cái màn hình để hiển thị mấy cái chức năng setting ở nó. Và ngoài ra có 4 cái nút này để ta có thể set up nhanh. Bên tay trái thì không có cái gì hết. Bên tay phải thì ta có một cái lỗ USB để ta cắm sạc trực tiếp cho cái bộ remote này. Rồi mặt sau thì ta có cái cục pin nằm chết trong này, nó để điều khiển cái remote. Thì cái cục pin này có dung lượng là 1700 mAh, thì nó theo DJI thì nó có thể hoạt động được trong vòng 14 tiếng liên tục. Với cái bộ gear DJI Focus này nó giúp ích rất nhiều cho chúng ta khi chúng ta quay phim mà ta đứng xa máy đó. Thì ngoài cái chuyện hỗ trợ cho những cái dòng ống kính quay phim chuyên dụng thì nó cũng có, ta có thể sử dụng nó để điều khiển những cái ống kính máy chụp hình bình thường. Và cái bộ DJI Focus này đang được bán với giá là $1,999. Rồi, cảm ơn các bạn.